chứng khoán giá rẻ đầu tiên tại Việt Nam. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình chứng khoán cuối tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Thưa quý vị, từ khi ra đời vào tháng 8 năm 2017, thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam đã tăng trưởng mạnh mẽ và liên tục lập những kỷ lục mới, bất chấp những suy giảm trên thị trường chứng khoán cơ sở. Những ưu điểm vượt trội so với thị trường cổ phiếu cùng với khả năng sinh lời hấp dẫn trong chiều giảm giá, thị trường chứng khoán phái sinh đang là kênh đầu tư hiệu quả và đã rất nhanh chóng thu hút giới đầu tư. Vậy đâu là các con số nổi bật của thị trường phái sinh? Tiềm năng của thị trường này là thế nào? Chứng khoán cuối tuần này sẽ cùng quý vị tìm hiểu về thị trường này. Mở đầu chương trình, mời quý vị theo dõi những con số về thanh khoản của thị trường chứng khoán phái sinh 6 tháng đầu năm 2018 qua clip ngắn của chúng tôi ngay sau đây. Trong 6 tháng đầu năm 2018, thị trường chứng khoán phái sinh chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ. Thị trường chứng khoán phái sinh duy trì tốc độ tăng trưởng với khối lượng giao dịch liên tục tăng so với tháng trước. Đặc biệt, tăng mạnh khi thị trường cơ sở biến động mạnh trong tháng 5 và tháng 6, khi VN30 Index có giai đoạn sụt giảm hơn 100 điểm. Giá các hợp đồng tương lai biến động theo biến động chỉ số thị trường cơ sở. Cụ thể, với trường hợp mã hợp đồng tương lai đáo hạn vào tháng 6 năm 2018, tại thời điểm niêm yết trong tháng 10 năm 2017 và đầu năm 2018, khi kỳ vọng đối với thị trường cơ sở tăng, hợp đồng được giao dịch với giá cao hơn chỉ số VN30 Index. Tuy nhiên, khi còn một tháng đến thời điểm đáo hạn, giá của hợp đồng tương lai bám sát chỉ số và biến động đồng đều với chỉ số. Thanh khoản tập trung vào hợp đồng kỳ hạn ngắn, nhất là khi thị trường cơ sở biến động. Trong quý 2 2018, khối lượng giao dịch phái sinh đạt 4.187.579 hợp đồng, tương ứng giá trị giao dịch theo quy mô danh nghĩa hơn 417.784 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với quý 1 năm 2018. Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch phái sinh đạt lần lượt 5.537.761 hợp đồng. Khối lượng giao dịch bình quân 6 tháng đầu năm 2018 đạt 45.767 hợp đồng một phiên, gấp 4,18 lần so với năm 2017. Trong tháng 5 và tháng 6 2018, thanh khoản thị trường tăng mạnh đạt lần lượt 74.567 và 94.568 hợp đồng một phiên. Khối lượng mở bán OI toàn thị trường duy trì ổn định trong suốt 6 tháng và đạt 11.812 hợp đồng tại ngày 29 tháng 6, tăng 46,24% so với cuối năm 2017. Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh liên tục được mở, trung bình mỗi ngày có 150 tài khoản mới. Tính đến ngày 29 tháng 6 năm 2018, đã có 35.275 tài khoản giao dịch phái sinh được mở, gấp 2 lần so với thời điểm cuối năm 2017, và bằng 1,72% tổng số tài khoản giao dịch của cả thị trường chứng khoán nói chung. Trong đó có 164 tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài và 126 tài khoản của nhà đầu tư tổ chức. Số tài khoản có giao dịch là 5.917 tài khoản, chiếm khoảng 23,3% số tài khoản của thị trường chứng khoán phái sinh. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tăng mạnh, đặc biệt trong tháng 5 và tháng 6. Chỉ tính riêng tháng 6, khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đã bằng 1/3 tổng khối lượng giao dịch của khối này trong 6 tháng đầu năm. Tổng khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài 6 tháng đầu năm 2018 đạt 13.567 hợp đồng, chiếm 0,12% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường. Tổ chức nước ngoài bắt đầu tham gia giao dịch từ tháng 4. Trong 3 tháng qua đã giao dịch với khối lượng 2.209 hợp đồng. Trong khoảng nửa đầu năm kể từ khi thị trường phái sinh đi vào vận hành, thanh khoản của cả hai thị trường cơ sở và phái sinh đều gia tăng mạnh mẽ. Tuy nhiên, từ tháng 4 năm nay, thanh khoản của thị trường phái sinh tiếp tục lập những kỷ lục mới trong khi thị trường cơ sở suy giảm. Vậy tại sao chứng khoán phái sinh lại thu hút các nhà đầu tư và cách nào để tìm kiếm cơ hội trên thị trường phái sinh? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau của chúng tôi để tìm câu trả lời cho vấn đề này. Thực tế cho thấy nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trên thị trường cơ sở nhưng lại tham gia rất sôi động trên thị trường phái sinh trong tháng 3 và tháng 4 với khối lượng giao dịch đạt hơn 4.000 hợp đồng. Đặc biệt trong tháng 4 lần đầu tiên đã xuất hiện giao dịch của tổ chức nước ngoài trên thị trường chứng khoán phái sinh với 189 hợp đồng được giao dịch. Thị trường tiếp tục tăng trưởng mạnh trong tháng 5 với tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 1,64 triệu hợp đồng, giá trị hơn 162.529 tỷ đồng, tăng lần lượt là 191,17% và 162,64% so với tháng 4. Thế thì điều này đến từ hai việc. Một là các nhà đầu tư đã có một giai đoạn chuẩn bị đối với sản phẩm phái sinh, và thứ hai đến từ cái sự trầm lắng và hay nói cách khác là cái xu hướng đi xuống của thị trường chứng khoán cơ sở. Chúng ta nhận thấy rằng khi mà việc tìm kiếm lợi nhuận thông qua các hoạt động giao dịch ngắn hạn ở trên thị trường chứng khoán cơ sở tương đối khó khăn và rủi ro ở giai đoạn vừa rồi, khi mà biến động của thị trường là phức tạp thì người ta có thể tìm kiếm lợi nhuận, tìm thấy cơ hội ở trên thị trường chứng khoán phái sinh khi biến động của chỉ số chính trong tháng 6 vừa qua. Mặc dù tổng kết tháng thì mức biến động là không nhiều, chỉ khoảng 1%, nhưng có những phiên biến động có thể lên đến cả hàng chục điểm số, và cái cơ hội đấy đi cùng với cái đòn bẩy trên thị trường chứng khoán phái sinh tạo cái cơ hội cho nhiều người. Thời điểm này thì tôi thấy thị trường phái sinh đang giao dịch rất sôi động hơn rất nhiều so với thị trường chứng khoán cơ sở, bởi vì cái ưu việt của chứng khoán phái sinh là chúng ta có thể lựa chọn thời điểm mua, thời điểm bán, và chúng ta chỉ cần phân tích được chỉ số VN30 tăng hay giảm trong một cái khoảng thời gian nhất định thì chúng ta có thể tham gia vào. Bên cạnh đó, một số lượng nhà đầu tư chứng khoán cơ sở tăng cường giao dịch phái sinh do sản phẩm này cho phép có thể kiếm lời trên thị trường điều chỉnh từ vị thế bán hợp đồng tương lai, khác với thị trường cơ sở chỉ có thể kiếm lời khi thị trường đi lên. Thị trường chứng khoán phái sinh mà có những điểm hấp dẫn hơn thị trường chứng khoán cơ sở, thì ở Việt Nam chúng ta thì nếu mà so sánh một cách đơn giản thì thị trường chứng khoán phái sinh nó sẽ có hấp dẫn hơn ở cái chu kỳ thanh toán, nghĩa là các nhà đầu tư khi mà thực hiện mua bán các cái hợp đồng phái sinh thì sẽ thực hiện thanh toán luôn. Khi mà anh mua xong hợp đồng phái sinh thì các nhà đầu tư có thể bán được ngay lập tức. Cái điểm hấp dẫn của cái sân chơi chứng khoán phái sinh nó sẽ đến từ ngay những cái tính chất, cái đặc điểm của những cái sản phẩm mà các công ty chứng khoán họ có thể giới thiệu đến các nhà đầu tư. Ví dụ như là các công ty họ có thể phát hành ra những cái chứng khoán phái sinh liên quan đến chỉ số, hoặc là các cái ngành, hoặc là một số nhóm cổ phiếu trên thị trường chứng khoán cơ sở. Thì cái đặc tính của những cái yếu tố tham chiếu này là một cái yếu tố hấp dẫn đối với nhà đầu tư cá nhân. Thấy rất rõ là nó tạo cho cái cấu trúc của thị trường nó hoàn chỉnh hơn, và cái quá trình phát triển của phái sinh thì theo tôi là nó cũng tích lũy được những cái kinh nghiệm rất tốt để chúng ta tiếp tục mở cái thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Nhà đầu tư có thể phòng ngừa rủi ro cho vị thế nắm giữ trên thị trường cơ sở bằng vị thế bán hợp đồng tương lai trên thị trường chứng khoán phái sinh, qua đó sẽ không phải mua bán liên tục cổ phiếu cơ sở giảm giá, vốn nắm giữ khi thị trường điều chỉnh. Trong những tháng vừa qua thì chỉ số thị trường cơ sở biến động mạnh nên giá các hợp đồng tương lai trên thị trường chứng khoán phái sinh cũng biến động theo. Các hợp đồng tương lai kỳ hạn ngắn có thanh khoản cao hơn và giá của hợp đồng tương lai cũng biến động đồng đều với chỉ số cơ sở VN30. Có thể nhận thấy rõ trong khi thị trường chứng khoán có diễn biến lình xình cùng với lượng thanh khoản thấp thì các hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh lại diễn ra sôi động hơn hẳn. Vậy đầu tư phái sinh khi thị trường biến động sẽ an toàn hơn? Mời quý vị cùng đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này trong phóng sự ngay sau đây. Khi VN30 Index sụt giảm hơn 100 điểm từ mốc đỉnh trong thời gian qua, thì trên thị trường chứng khoán phái sinh, khối lượng giao dịch tăng và liên tục đạt kỷ lục mới. Trong tháng 5 và tháng 6 năm 2018, thanh khoản thị trường tăng mạnh, đạt lần lượt 74.567 và 94.568 hợp đồng mỗi phiên. Như vậy, thị trường chứng khoán phái sinh đã từng bước trở thành công cụ quan trọng để nhà đầu tư sử dụng, phòng ngừa rủi ro khi thị trường cơ sở đảo chiều. Trong cái dịp giảm điểm sâu vừa qua, chúng ta có thể thấy là thị trường chứng khoán phái sinh đã giao dịch trở nên sôi động hơn hẳn so với các tháng trước đó, bởi vì có thể thấy là đây là cái công cụ duy nhất hiện tại trên thị trường chứng khoán Việt Nam cho phép nhà đầu tư có thể đầu tư kiếm lời trên cái thị trường giá xuống. Thì tuy nhiên là nhà đầu tư cũng nên thận trọng khi đầu tư ở thị trường chứng khoán phái sinh, bởi vì là cái thị trường chứng khoán phái sinh biến động rất là mạnh và nó đòi hỏi những cái công cụ kiểm soát rủi ro ở mức độ cao. Đối với thị trường cơ sở thì nó một yếu tố là cái khả năng bán khống nó không có. Trong khi đó là thị trường phái sinh thì người ta có thể là kiếm lời theo cả hai chiều. Thế do đó là cái việc mà thị trường cơ sở kém sôi động thì dẫn đến là cái thị trường phái sinh, cái hợp đồng kỳ hạn nó sẽ thu hút được phần lớn các cái dòng vốn đầu cơ và do đó sẽ sôi động hơn rất là nhiều. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng do mỗi hợp đồng tương lai chỉ số trên thị trường chứng khoán phái sinh có một thời điểm đáo hạn riêng, nên nếu nhà đầu tư không chú ý đến điều này thì sẽ rất dễ bị thua lỗ khi nắm giữ sản phẩm phái sinh này. Đầu tư của phái sinh có thể coi là đầu tư nhưng cũng có thể coi là đầu cơ, bởi vì phái sinh là một cuộc chơi zero sum game, có nghĩa là lãi của người này sẽ là lỗ của người khác. Khác với thị trường cơ sở. Thị trường cơ sở nếu chúng ta mua một doanh nghiệp mà chúng ta tự tin là doanh nghiệp đó tốt và sẽ ăn nên làm ra thì chúng ta có thể mua và nắm giữ, và về dài hạn chắc chắn chúng ta sẽ có lãi. Còn nếu như mà đầu tư vào phái sinh thì nếu chúng ta dự đoán sai xu hướng thì rất có thể chúng ta sẽ bị lỗ, và cái lỗ này sẽ không thể hồi phục được khi mà hợp đồng phái sinh đến hạn. Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, nhà đầu tư cần cân bằng danh mục đầu tư của mình, không nên dồn toàn bộ tài sản để đầu tư vào thị trường chứng khoán phái sinh. Bởi về cơ bản, với công cụ đòn bẩy có tỷ lệ 1/10, nhà đầu tư có thể thu được lợi nhuận lớn nếu thành công, nhưng cũng sẽ đối mặt với nguy cơ thua lỗ dẫn tới tình trạng trắng tài khoản nếu thất bại trong việc dự đoán sai xu hướng thị trường. Thì là khi mà kết thúc hợp đồng thì chúng ta gọi là xử lý các cái phần tranh hay là thì bằng giao dịch bằng tiền chứ không giao dịch chuyển giao bằng cổ phiếu, nên là hoàn toàn đây là những cái mà không gắn với, nó gắn với cái giá trị của tài sản cơ sở, nhưng khi mà cái trách nhiệm cung cấp trả lại cho nhà đầu tư thì nó là bằng tiền. Với cái tỷ lệ rủi ro cao như vậy, tỷ lệ vay vốn cao như vậy thì đúng là các nhà đầu tư khi mà tham gia thị trường chứng khoán phái sinh là hoàn toàn có khả năng là mất toàn bộ tiền của mình. Không bao giờ dồn hết tiền vào thị trường chứng khoán phái sinh, vì thị trường chứng khoán phái sinh như tôi nói ban đầu, đấy là thị trường mà các bạn có sự hấp dẫn bởi vì cái tính tỷ lệ đòn bẩy rất là cao của thị trường, thì đây là cái cũng tương tự với việc mất tiền, nên là không một ai mà lại dồn toàn bộ tài sản của mình vào thị trường chứng khoán phái sinh để đầu tư và kiếm lời cả, mà các bạn phải cân bằng giữa việc đầu tư dài hạn và những việc kiếm lời ngắn hạn của việc đầu cơ. Thì việc đầu tư dài hạn nghĩa là theo tôi vẫn là phải đầu tư vào những tài sản cơ bản, đầu tư vào các cổ phiếu cơ bản hoặc là các tài sản sinh lời. Còn thị trường chứng khoán phái sinh đấy là những cái cơ hội tận dụng các rủi ro và sự biến động giá ngắn hạn để tìm kiếm lợi nhuận. Trái với thời điểm trước, khi thị trường chứng khoán rơi vào vùng điều chỉnh, nhà đầu tư đồng loạt bán tháo rút tiền khỏi thị trường, thì nay, khi thị trường cơ sở điều chỉnh, dòng tiền đã chảy sang một sản phẩm chứng khoán khác, giúp thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục duy trì sức hấp dẫn. Có thể khẳng định, sự phát triển của phái sinh đã giúp hoàn thiện hơn cấu trúc của thị trường chứng khoán Việt Nam. Những lưu ý khi đầu tư chứng khoán phái sinh là gì? Làm thế nào để phòng tránh rủi ro thua lỗ trên sân chơi này? Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chùm ý kiến mà chúng tôi đã tổng hợp ngay sau đây. Rằng các hợp đồng phái sinh này không nghiêng về các nhà đầu tư cá nhân. Họ sẽ nghiêng về các nhà tổ chức, các nhà tạo lập thị trường hơn. Cái phái sinh của cái hợp đồng phái sinh này thực ra nó là một phần, nó là cái cuộc chơi của các nhà đầu tư có tổ chức. Các nhà đầu tư cá nhân tham gia vào cũng được, nhưng mà nên tham gia vừa phải thôi. Chứ còn đâu phần thắng, tôi nghĩ rằng không nghiêng về các nhà đầu tư cá nhân đâu. Họ sẽ nghiêng về các nhà đầu tư có tổ chức nhiều hơn. Bởi vì để kiếm được tiền trên thị trường phái sinh là một điều tôi nghĩ rất khó. Kiếm tiền trên thị trường trên chứng khoán cơ sở thì hoàn toàn dễ, thì hoàn toàn được. Nhưng mà phái sinh tôi nghĩ là rất khó. Bởi vì để mà nhận định được đúng chính xác của chỉ số VN30 là một điều rất khó khăn. Đồng thời ở trên giao dịch trên phái sinh thì chúng tôi nhận thấy rằng đây là một thị trường mà giao dịch cần phải có tính kỷ luật rất cao, và khác với chứng khoán cơ sở thường biến động nó sẽ nhỏ và ảnh hưởng sẽ nhỏ hơn lên tài khoản của nhà đầu tư, thì chứng khoán phái sinh do đòn bẩy cao nên nếu như nhà đầu tư không có một kỷ luật đặt các lệnh stop loss hay take profit từ trước thì rất dễ rơi vào thua lỗ. Sản phẩm phái sinh cũng có thể coi như một công cụ phòng ngừa rủi ro nhất định nếu nhà đầu tư biết cách sử dụng đúng đắn và có một hiểu biết thực sự sâu sát về nó. Ngoài cái việc có thể tìm kiếm lợi nhuận từ việc đòn bẩy cao thì công cụ phái sinh đâu đó cũng có thể giúp đỡ nhà đầu tư phòng ngừa những cái rủi ro và nhất định. Thì tôi nghĩ đấy là cái lợi mà có lẽ là nhà đầu tư nên cân nhắc. Đó cũng là một cái lý do mà tôi cũng dành lời khuyên nhà đầu tư ngay từ bây giờ nên trang bị cho mình những cái kiến thức rất là cơ bản, thậm chí là những kiến thức sâu về thị trường phái sinh để có thể gia nhập thị trường càng sớm càng tốt. Chính nó gấp rất là nhiều lần so với giá trị ở thị trường giao dịch cơ sở, thì nó tạo ra một cơ hội kiếm tiền cho các nhà đầu tư. Cái điều thứ hai đó là nó tạo ra một cơ hội về phòng ngừa rủi ro danh mục, và tôi nghĩ đây là một lợi ích rất là lớn đối với lại các nhà đầu tư nếu như họ hiểu được chiến lược cũng như là họ hiểu được cách thức vận hành rõ của sản phẩm. Và một cái quan trọng nữa, tạo ra một lợi ích nữa mà nó đóng góp rất nhiều vào giá trị hợp đồng hàng ngày của phái sinh, đó là cái day trading. Cái day trading nó giúp cho nhà đầu tư có thể mua và bán kiếm lời trong cùng một phiên giao dịch, hạn chế rủi ro để qua đêm và hạn chế được những cái thông tin mà họ không nắm được sau một cái đêm giao dịch, sau một đêm tiếp theo. Như vậy thì đây là những lợi ích cơ bản nhất. Tuy nhiên để đạt được những lợi ích này thì tôi không nghĩ rằng là nó một cách dễ dàng. Nó đòi hỏi tất cả các nhà đầu tư phải nghiên cứu rất kỹ về sản phẩm. Và quan trọng hơn nữa đó là phải hiểu được cái chiến lược giao dịch, kiến thức đầu tư, và quan trọng đối với thị trường phái sinh đó là cái hiệu ứng đòn bẩy rất cao. Cho nên cái quản trị rủi ro, risk management cực kỳ phải tuân thủ và kỷ luật. Đó là những cái mà tôi nghĩ là quan trọng đối với tất cả các nhà đầu tư cần chú ý. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình chứng khoán cuối tuần này. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn. Và đừng quên cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.